Mời các bạn từ từ chúng ta mở mắt ra, nở một nụ cười thật tươi, cười tê toát cũng được, có cười bài hải luôn. Bởi vì em sơ hở là em cười, mà làm biến buồn luôn á. Kính thưa các bạn, thỉnh tiếng chuông đầu tiên sư thấy, có nhiều bạn đã chính thức đóng cửa trái tim. Tại có mở cũng ngoài vào. Nói thật các bạn chứ, để sư chỉ cho các bạn cách để có người yêu. Các bạn nhắm mắt lại đi, rồi mở mắt ra đi. Nói vui vậy thôi chứ bản thân sư cũng hết cách rồi. Định á, không có yêu ai mà nào ngờ không có ai yêu. Thỉnh tiếng chuông thứ hai, sư thấy có nhiều bạn rất có lý trí trong chuyện tình cảm của người khác, còn bản thân thì mù tịch. Khuyên người ta chia tay, đừng có lụy, phải mạnh mẽ lên, không có gì phải buồn hết. Tới lượt mình, yêu 3 tháng, lụy 3 năm. Bích cà vui. Hashtag sao ngộ quá vậy. Cho nên bởi vậy người ta nói á, tình yêu là một cái bẫy ngu dốt, nhưng tiếc mình là đứa thích chơi ngu. Nắng kia không thể làm mình cháy, nhưng người yêu cũ chắc chắn làm mình cay. Thỉnh tiếng chuông thứ ba, sư thấy cứ sơ hở là hỏi, vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa? Ủa alo, có phải tuổi con cua đâu mà sao nghe quá vậy? Tỉnh luôn ba hồi chuông trống Bát Nhã, sư thấy cấu hình á thì thân thiện dễ mến, mà mở miệng ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Em cảm ơn anh đã loại em cảm ơn tất cả mọi người đã loại cho em được sống tự do. Thank you so much. Bởi vậy, quan điểm của em là thái độ còn hơn cả trình độ nữa. Lên bia, lộn, lên trà. Các bạn có biết không, nhiều người khuyên sư á, mở lòng đi, nhưng sư chỉ thích mở cái khó tu thôi các bạn ạ. Lên hương, châm trà. Bởi vậy các bạn, trong tình yêu á, đôi khi cũng có những cái sóng gió, nhưng mà các bạn đừng có buồn. Các bạn có tình yêu đâu mà sợ sóng gió. Các bạn cho sư hỏi, tại sao các bạn cứ sợ người khác buồn, trong khi bản thân đang rất tệ. Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào. Bởi vậy, tay ga nắm còn chưa chắc, mà cứ đòi nắm chặt tay anh. Rảnh một cái là cứ rủ nhau đi ăn mì cay cấp độ 7. Mà đời có chút đắng cay là em chịu không nổi. Sao ngộ vậy? Mạnh mẽ lên thôi nào. Đôi khi á, mình cũng phải để cho mình sống như một nữ hoàng băng giá của Disney các bạn ạ. Bài pháp thoại ngày hôm nay với chủ đề Let It Go. Kính thưa các bạn, Let's Go là cái ca khúc trong bộ hoạt hình Nữ Hoàng Băng Giá ra mắt vào năm 2013 của Disney. Nó có thể được dịch như là sự thức tỉnh của Nữ Hoàng Băng Giá và được xem là một trong những cái bài hát phổ biến và hay nhất trên thế giới. Khi cái bài hát ra đời, nó đã vực dậy tinh thần của biết bao nhiêu là thân phận con người đang bị đối đãi, cô độc, kỳ thị và phân biệt đối xử trong xã hội. Nó được đánh giá
là như một cái bản thánh ca về sự giải thoát, hay là sự tưởng nhớ quyền lực của con người cần bỏ đi sự sợ hãi, mặc cảm bản thân. Sự thấy nhân vật công chúa Elsa được khắc họa như chính cuộc đời của chúng ta. Sau tất cả những cố gắng, những đau khổ mà nàng đã âm thầm chịu đựng, bị xua đuổi khỏi vương vất, buộc phải từ bỏ những thứ quen thuộc và những người mình thân yêu nhất, Elsa hoàn toàn cô độc. Thay vì lẩn tránh, buồn bã vì đã mất đi hết tất cả, vì bị kiềm chế quyền năng của mình, lần đầu tiên Elsa được tự do phát huy sức mạnh bản thân trên đỉnh núi cao cô độc. Nàng đã giải phóng năng lượng, xây dựng cho mình một lâu đài bằng băng. Đó cũng là khi ca khúc Let It Go được vang lên. Tuyết trắng phủ đầy đỉnh núi đêm nay, xung quanh không một bóng người. Vương quốc của sự cô độc mà dường như tôi là nữ hoàng. Từng con gió rít rào tựa như bão tố cuộn xoáy trong tim, không thể kìm nén. Có trời chứng giám, tôi đã cố gắng. Đừng để họ vào, đừng để họ thấy. Hãy ngoan ngoãn như ngày xưa, che giấu sự thật, đừng xúc động, đừng để họ biết. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Hãy thả ra đi, giải phóng nó, không thể kềm giữ nữa. Hãy thả ra đi, để nó được tự do, quay lưng và khép chặt cánh cửa. Và ca khúc được tiếp tục vang lên với những dòng như sau: không để ý sự xì xào của người đời, bão tuyết hãy thét gào, dù sao cái lạnh chưa bao giờ làm phiền tôi. Buồn cười làm sao khi khoảng cách có thể khiến cho mọi chuyện trở nên nhỏ bé. Nỗi sợ từng chế ngự tôi bỗng nhiên tan biến, không gì kiểm soát được. Đã đến lúc tôi xem có thể làm được những gì, thử thách bản thân và phá vỡ những giới hạn. Không đúng, không sai, không luật lệ, tôi tự do. Hãy thả ra đi, đừng kìm nén nữa. Tôi hòa làm một với gió và sao trời. Đừng che giấu, đừng kìm nén nữa. Không ai có thể khiến tôi rơi lệ. Tôi đứng ở đây, tôi sẽ ngự trị nơi này. Gió bão hãy thét gào. Tôi thổi gió tuyết trắng cả trời không, bạc cả đất đá. Tâm trí tôi cuộn xoáy như băng giá lan tỏa xung quanh. Và một suy nghĩ kết tinh thành vụ nổ giá băng. Tôi sẽ không quay lại, quá khứ là quá khứ. Hãy để nó trôi đi và hãy để nó ngủ yên. Tôi sẽ bừng sáng như hừng đông. Đừng che giấu, đừng kìm nén nữa. Cô gái hoàn hảo đã ra đi. Tôi đứng dậy dưới ánh mặt trời. Bão tố hãy nổi lên đi. Dù sao tôi chưa từng sợ giá băng. Đây là Let Go với một cái khía cạnh của sự trỗi dậy từ sự coi thường, khinh bỉ và kỳ thị. Các bạn phải nhớ, ngay ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng. Gửi em chút dũng khí để làm lại từ đầu. Hãy một lần quyết chí tung cánh vượt bể dâu. Đã một lần giáng thế, phải sống thật lẫy lừng, sống nhiệt thành tử tế, sống ngạo nghễ ung dung. Tôi biết em làm được hơn cả điều em mong. Thả lòng đừng trói buộc, mắt em sẽ rực hồng. Nhưng các bạn à, cũng có những sự trỗi dậy rất là cô đơn mang tên tình yêu. Kính thưa các bạn, có một ca khúc khác cùng tên cũng là Let It Go của James Bay nói rất là rõ về điều này. Nhưng giờ hai ta đứng trước bờ vực, cố bám víu lấy điều mà cả hai chẳng cần tới nữa. Những ảo tưởng trong tâm trí sẽ khiến cả hai gục ngã mất thôi. Vậy thì em ơi, hãy buông tay đi thôi. Cứ để mọi thứ xảy ra. Tại sao em không thể làm em ạ? Còn anh trở lại với anh, là những gì đã đổ vỡ rồi thì xin hãy để gió cuốn đi. Tại sao em không thể là em, còn anh trở lại là anh? Từ những lần nếm quần áo khắp phòng,
Tới những lần anh đánh đập rồi đóng cửa rầm rầm trước mặt em, đó là những gì ta tìm kiếm hay sao? Vì sao chúng ta vẫn còn bên nhau cơ chứ? Bởi vậy các bạn, lý trí muốn giữ anh lại, nhưng con tim này bảo quên đi. Cố chấp níu kéo làm gì? Một người đã làm ta hoang mi. Cứ nghĩ là do ông trời cho nhân duyên của mình rẽ đôi, vì một người tốt thì luôn xứng đáng được hạnh phúc vậy thôi. Năm ấy chúng ta từng hẹn ước bên nhau, em nhớ mà. Nơi chốn đấy hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa. Thôi nhé, chúng ta đành đành lướt qua nhau như phím đàn. Người ôm giấc mộng này nhung nhớ bể bàng. Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Anh cũng chỉ vì tiếc thương mình thôi. Có những việc các bạn, nếu chúng ta không tự nguyện từ bỏ, ông trời sẽ khiến chúng ta kết thúc nó một cách rất là đau đớn. Mẹ từng nói, lúc người ta từ bỏ con là người ta đã suy nghĩ cặn kẽ cả rồi. Khoảnh khắc đó, người ta cảm thấy không có con, người ta sẽ sống tốt hơn. Giây phút đó, cả cuộc đời này đừng bao giờ quên con ạ. Phải đứng lên, không phải cho họ, mà là cho chính bản thân con. Cho nên có lẽ các bạn, chỉ cần 3 ngày mà không trò chuyện, 3 tuần mà không để tâm, 3 tháng mà không liên lạc, thì mọi thứ cũng sẽ dần trôi vào quên lãng. Người mà chúng ta đã từng muốn gặp cũng chẳng còn cảm giác thiết tha gì nữa. Đường quan ta không chung lối sẽ trở nên xa lạ. Người từng thề hẹn chung đôi sẽ quên thôi mà. Không người ạ, muộn phiền chi cho tội, để nhìn đời nặng trĩu những ưu tư. Hạnh phúc ư, sum họp hay giả từ, ai cũng trải như trời mưa rồi nắng. Nay nồng nàn có khi mai lẳng lặng, vui sum vầy rồi trống vắng chi ly. Cho nên á, cuộc tình dù đúng dù sai, đứa nào nhớ dai đứa đó khổ. Nhưng các bạn phải nhớ, đừng vì cô đơn quá nắm tạm một bàn tay khác. Yêu lúc yếu lòng chỉ khiến đau càng đau nhiều hơn. Đừng chỉ vì ham muốn lấp đầy chỗ vơi mà vô tâm làm đau hai người mới. Nếu lòng mình quá chặt thì đừng chứa thêm ai. Khi lòng còn dè dặt thì đừng vội nắm tay. Nếu lòng còn sợ hãi bởi quá khứ đã từng, thương một người dừng lại để rồi thành người dưng. Nếu có người gõ cửa mà mình muốn lặng thinh vì không tin ai nữa thì được phép một mình. Một ngày trời đủ nắng, hãy mang ghế ra ngồi, hít một hơi cảm nhận yên bình đến bên thôi. Cho nên á, hãy mơ ước về một ngày mà chúng ta luôn có những nụ cười trên môi, luôn có cái gọi là thanh xuân. Người ta nói á, tình yêu á, là khi mà cả hai va vào nhau nhưng chỉ có một người tan vỡ. Có cả thế giới, cớ sao vua vẫn u sầu. Tình yêu sao ngộ vậy? Đó là tột đỉnh của vinh vang, tiền hô hậu ủng, ấy vậy mà ông vua vẫn cô độc trong chính trong cảm xúc, trong tình yêu của chính mình, huống hồ gì chúng ta. Nếu không thương xin đừng gieo vào đời nhau nỗi vấn vương, bởi không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua sự nhớ thương. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, ông nói thế này: tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn băn khoăn. Bởi vậy người ta nói á, định nghĩa Sài Gòn là gì? Sài Gòn là cái gì cũng có, chỉ không có người thương mình. Sao ngộ vậy? Khoan mơ ước một tình yêu siêu đẹp,
khi bản thân còn lắm chỗ gồ ghề, cả mơ ước về chỗ dựa sắt thép, trong khi mình còn nhũng nhão lê thê. Cho nên rượu nào dành cho người say các bạn, đắng cay đâu nào hay, trót vương bao tơ lòng, chân tình đâu chẳng thấy, có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu giải bày, giọt sầu còn mãi chất chứa, nỗi đau còn hoài. Trời buồn ngàn mây ngừng bay, gió kia chẳng buồn lay, lá hoa chưa xa cành, sao ngày xanh đã phai, sao ngộ vậy. Bến mới em vui cùng ai, cố vắng vương chốn này, dù đời vắng dáng em, con tim không đổi thay. Nhưng các bạn phải nhớ đó, đến ngày lễ tình nhân, lễ phụ nữ, hoặc là thậm chí ngày Mother Day gì đó, nếu mà không có ai tặng hoa cho các bạn á, thì các bạn hãy về chùa gặp sư. Sư sẽ tặng cho các bạn nguyên bó hoa cúc, dạng thọ cũng được, đủ ấm áp thiêng liêng chưa? Bởi vậy người mà đưa mình đến ánh sáng á, chính là mình. Đẩy mình vào bóng tối á, cũng chính là mình. Vậy tại sao cứ đâm đầu vào bóng tối vậy, trong khi luôn nói rằng mình muốn tìm ra ánh sáng? Sao ngộ vậy? Đức Phật đầy tôn kính của chúng ta đó, Ngài có dạy như thế này: chính ta làm điều sai lầm, chính ta làm cho ta ô nhiễm, chính ta loại trừ điều sai lầm, và chính ta làm cho ta thanh tịnh, chứ không có một ai khác cả, dẫu người đó là người đã nói một nửa hay tất cả của mình. Trong sạch hay ô nhiễm tùy thuộc vào chính ta, không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch được. Đức Phật Ngài còn dạy thêm: hãy tự xem con là hải đảo của chính con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của chính con, không nên tìm nương tựa ở một nơi khác hoặc bất kỳ ai. Phải tự mình nỗ lực, các đấng Như Lai chỉ là đạo sư. Đạo là con đường, sư là thầy. Đạo sư tức là người thầy chỉ đường. Còn đi hay không trên con đường đó là chính chúng ta quyết định cho cuộc đời, cho số phận của chính mình. Các bạn biết đấy, con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cái cành cây nó gãy, bởi niềm tin của nó không đặt ở cành cây, mà nó đặt ở đôi cánh của chính mình. Đừng có cố gắng giữ một người mà trái tim của họ đã không thuộc về mình nữa. Mình xứng đáng có được một hạnh phúc cho riêng mình các bạn ạ. Cho nên bị bỏ rơi á, là hình phạt cuối cùng dành cho những kẻ cố chấp. Các bạn có đăng ký hiến nội tạng đâu mà sao cứ thích trao trái tim của mình cho người khác? Sao lạ vậy? Trăm kẻ làm em cười, vậy tại sao em lại chọn người làm em khóc? Nước sôi 100 độ C á, còn nguội lạnh được, huống chi là lòng người có 37 độ. Làm sao mà giữ được sự ấm áp ban đầu? Đừng trách người lạnh nhạt mà hãy trách mình quá si tình. Đừng trách người vô tâm mà tại mình quá để tâm mà thôi. Cho nên các bạn, chỉ có trẻ con á, mới cần đòi hỏi đáp án. Còn người trưởng thành á, thì họ sẽ tự cảm nhận và rời đi khi người ấy chẳng còn muốn thiết tha gì nữa. Kẻ muốn tới tường cao ba trượng cũng trèo vào, người muốn đi đến cách đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng. Đừng nhặt những gì đã vỡ, để rồi đứt tay. Đừng nắm những gì đang bay, để rồi vụt mất. Đừng tìm những gì đã mất, để rồi lại đau. Cho nên đôi lúc á, chúng ta ngồi một mình á, suy nghĩ về cuộc đời, về con người á, càng đau lòng lắm các bạn. Nghĩ cũng ngộ, nhiều người đối xử với mình tệ đến mức mà mình không tin họ có thể làm được như vậy với mình luôn á các bạn. Chăm trà mà có ai chăm đâu, thôi tự rót uống luôn. Nghĩ mà nó tức. Cũng may á, là ông trời chỉ ban cho em sự kiên nhẫn,
chứ mà ban cho em thêm sức mạnh là nó cũng chết với em. Tức dễ sợ. Bởi vậy con người tôi á, không nói thôi chứ ưu điểm lớn nhất chính là vô cùng sạch sẽ. Trên người không có mùi tiền, cũng không có mùi tình. Nhưng mà những thứ sạch sẽ thì thường rất là đau. Cho nên á, nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả để đi đâu đó thật xa, nhưng nghĩ lại mình làm gì có tiền, đành chịu thôi. Harry Potter á, có nói thế này: hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong những giờ tăm tối nhất. Đơn giản, bạn chỉ cần bật đèn lên. Tiếc là em chưa có tiền đóng tiền điện. Chào chị, cho em xin ly cà phê đắng không đường. Ok em, của em hết 15k. Nhìn lại trong túi còn đúng 10k. Đời nghĩ nó đau. Yêu tình thì tình phụ, mà tiền thì cũng rỗng tết như tình. Cho nên trời cho em bản tính dịu hiền, để che đi vẻ thiếu tiền bên trong. Các bạn hãy an tâm, chỉ cần mình sống tốt thôi, trời xanh tự khắc sẽ an bài. Ai đó trên mạng đã nói như vậy. Còn những người mà sống ác á, nhất định sẽ bị phạt. Đau cái vừa nói xong, ra sân bay bị phạt vì hành lý quá ký. Chẳng lẽ mình không đủ tốt sao trời, chán thiệt. Quen nhau 4 năm, 5 năm, hết duyên cũng tự đứt. Mà người đến sau mới có 1-2 tháng lại đi đến hôn nhân. Duyên nợ đó lạ lắm các bạn, càng nghĩ càng tức ói máu. Duyên nợ gì mà kỳ cục vậy. Mối tình bao nhiêu dặm trường, đau khổ hy sinh cả thanh xuân, cả cuộc đời cho họ, để ước mơ sống cùng với họ cho đến trọn đời. Vậy mà vừa dứt mình xong, có những mối tình chỉ có 1-2 tháng là đã đi đến hôn nhân chụp hình cưới, xem mà nó tức. Cho nên tôi ví họ như vàng, còn họ thì bạc như vôi. Cuộc đời là những khúc cua, không cua trái thì mình cua phải các bạn à. Đừng cứ đi thẳng vô trụ điện là được. Phố năm ấy gọi là phố cũ, quán năm ấy gọi là quán quan, người năm ấy là người đã lỡ, tình năm ấy là tình dở dang. Cho nên các bạn phải biết, cái người đơn phương á, thì thường yêu kẻ vô tình. Còn cái người mà lụy tình á, thì thường yêu kẻ vô tâm. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, có nói như thế này: tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ. Khi nghe đến cái đoạn này, chúng ta cảm thấy đã lột tả hết cảm xúc của một con người bơ vơ, lạc lõng, cô đơn ngay chính trong cuộc tình của mình. Nói buồn mà cố nhạc sĩ nói là mang đi trong hư vô, vô định, không xác định được mình đang ở đâu, đi đâu, rồi sẽ về đâu. Mà cố nhạc sĩ nói thêm đó là ngày qua hững hờ. Ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, mà nhìn như là không nhìn vậy đó. Còn cụ Nguyễn Du của chúng ta nói cái cảm giác đó là gì? Là ngổn ngang trăm mối bên lòng. Hoặc là cụ nói thêm: đố ai gỡ rối tơ mành cho xong. Cái lòng mình lúc đó nó rối như là tơ mành, mà không có ai gỡ được. Ai gỡ được các bạn? Chính mình. Song thiền sư Thích Nhất Hạnh á, có dạy chúng ta như thế này: nhiều người trong chúng ta biết rằng ta có một đứa bé bị thương trong lòng, nhưng ta rất là sợ trở về đối diện với đứa bé bị thương ấy. Khói sầu khổ trong ta quá lớn, nó bao trùm hết tâm tư, và vì vậy ta thường trốn chạy chính ta. Ta trốn chạy về hướng tiêu thụ rượu chè, cờ bạc và ăn chơi, bận rộn với những điều linh tinh vô nghĩa để trốn chạy cái cảm xúc hiện thời. Chúng ta thay vì trốn chạy sự thật
thì hãy quay về ôm cái đứa bé ở trong lòng mình với tất cả sự trìu mến, và hứa rằng từ nay trở đi sẽ không bao giờ phụ bạc chính nữa, bỏ rơi bé nữa, bởi vì đứa bé trong lòng của chúng ta đang cần được chữa lành. Có ước mơ tựa như cánh bướm chờ cơn gió vút lên, có vết thương 10 năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại, có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu xiết bao, có bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng lặng. La 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 la. Cho nên một ngày nào đó đó, khi chúng ta trải qua những cảm xúc buồn, vui, phụ bạc của cuộc đời, rồi chúng ta nếm đủ sự vô tình của xã hội, áp lực của tiền bạc, đau đớn trong tình yêu và phụ bạc của con người, cuối cùng chúng ta mới nhận ra rằng dưới mái hiên của người khác á, có lớn đến đâu thì cũng không bằng chiếc ô của riêng mình các bạn à. Tuy mà nhỏ bé nhưng chính mình là người chủ động cầm ô để tự che lấy bản thân mình. Cho nên hồng trần có bao nhiêu ngã rẽ cũng chẳng bằng một lối vào nội tâm, bôn ba khắp chốn cũng chẳng bằng một phút bình an, dâng hoa sang trước Phật và nói thầm: thưa người, con đã về. Hoằng pháp ơi, nơi đây có bao nhiêu kỷ niệm của một thuở sinh viên. Hồi đó mỗi lần bất ổn là về đây xong là thấy đỡ dữ lắm. Giờ già rồi cũng về mà có thêm hai người đỡ. Lỡ mai ta có già nu mất trí thì xin về ngồi lại ở trên đồi, nhìn dưới chân con sông xưa đang chảy, thấy lòng mình là một giọt mưa rơi. Đơn giản thế thôi mà bình an đến lạ. Nói vậy thôi chứ thật sự á, em thất tình em đi đâu có nổi. Em cũng cố để về với Phật, với chùa, nhưng mà em buồn dữ lắm. Cái đau của tình yêu á, nó nhói từ trong tim, nó nhói ra, nó nhói từng hồi từng cơn. Em bất lực chính trong cảm xúc của mình. Đã vậy còn nghe lời mấy đứa bạn đi thanh lọc 10 ngày mới xong nữa. Cho nên các bạn à, người ta nói á, trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng, suy nghĩ cần thêm một vế nữa. Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ thất tình. Dành quá nhiều cảm xúc, năng lượng, thanh xuân, tuổi trẻ của mình cho cái chuyện tình cảm, yêu đương quá nhiều thì thời gian đâu để đầu tư cho những mối quan hệ, cho sự nghiệp, cho gia đình, thì lấy đâu ra niềm tin mà sống tiếp mà cố gắng. Lụy á, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng còn được, mà lụy 1 năm, 2 năm, 3 năm á, thì thật sự tội nghiệp cho chính mình quá đi các bạn ạ. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Và một ngày nào đó tóc xanh sẽ phai màu, môi không còn thắm đỏ, dáng dấp ấy gầy hao, có còn chăng ký ức lưu giữ ở nơi tim, bất giác bừng sáng rực khi có kẻ về tìm. Cảm ơn ngày giông bão, cảm ơn cái quay đầu, để sau cơn khốn khó biết chân tình nơi đâu. Nên cuộc đời có chán không các bạn? Có chán không? Có nha. Chán cũng chết luôn. Cho nên có những lúc chán đến mức độ mà các bạn cứ thử đi, khi mà chán đời quá thì hãy đi cắt tóc ngắn đi, biết đâu cắt xong nhìn cái mặt của mình chán hơn cả đời. Cho nên á, nếu có người yêu á, mà người ta vô tình nói với mình rằng nhìn em chán quá, thì mình đừng có buồn. Tại vì không chỉ người yêu mình thấy mình chán đâu, nhiều người cũng thấy mình chán nữa. Cho nên lớn rồi á, yêu được thì yêu,
không yêu được thì đi ngủ. Mệt mỏi quá rồi để được gì. Chứ đừng cái kiểu mà chia tay xong cứ đi đồn người yêu cũ là thằng đàn bà. Sao ngộ vậy? Hồi đó yêu ta thì nói đàn ông, chia tay giờ nói người ta đàn bà. Sao mà thay đổi giới tính người ta luôn vậy? Mà hỏi tại sao lại không chán mấy bạn? Hôm trước á, nói thương mình, hôm sau đã tàn hình. Nghĩ cũng lạ. Nam nữ yêu nhau, nam nam yêu nhau, rồi nữ nữ yêu nhau. Nhưng mà tại sao trở lại trạng thái độc thân lâu rồi mà không ai yêu mình vậy trời? Mỏi mệt thật sự. Cho nên nó bị động quá lâu nên giờ chủ động thử xem sao. Cố tình mặt đẹp không ai ngó, vô tình hở hở về bị ho. Ra đường sang chảnh ai cũng thấy, về nhà mẹ chửi mấy ai hay. Giờ tôi lớn rồi, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chỉ cần mẹ tôi đồng ý là được. Về trước 9 giờ nha con. Cho nên bởi vậy á, từ nay em sẽ tập sống lạnh lùng, chứ không thể khùng khùng mãi được. Hậu cung nếu nói về diện mạo thì cô là nhất, ai dám giành với cô. Cho nên tự mình phải mạnh mẽ, vượt qua mọi bão giông, đừng ngồi đó chờ mong cảm thông từ người khác. Hòn đá ta gánh vác, biết nặng nhẹ thế nào, người khác hiểu được sao, chỉ tự mình ta biết. Ai cũng nhiều mệt mỏi giữa cuộc sống đời thường, đừng kiếm họ tựa nương, bởi mỗi người mỗi khổ. Đừng trách họ chưa tỏ hay chưa thấu hiểu mình, đừng nghĩ ngợi linh tinh, đừng mong chờ ở họ. Cuộc sống này gian khó, ai cũng phải vượt qua. Nay bão táp mưa sa, mai nắng hồng sẽ đến. Tự tin lên các bạn à. Bạch Lạc Mai á, có nói như thế này: nhân sinh phải lên xuống chìm nổi, mới thấy được khả năng bình an trong mình được trỗi dậy. Quá thông thuận á, thì trái lại sẽ không được dài lâu. Thuận lợi á, thì ở bên nhau, không thuận lợi á, thì nhìn nhau bên người khác. Vậy thôi. Cho nên cuộc đời này vốn không có tệ, mà chính tại suy nghĩ của mình tệ thôi. Đừng vì dòng tin nhắn mà thức khuya dỗi hờn, đừng vì người lạnh nhạt mà nghĩ mình cô đơn, đừng vì một chiếc lá mà bỏ cả khu rừng, đừng làm mình buồn bã vì một người dửng dưng. Nếu người không bên cạnh thì vẫn sẽ là mình, hoa nở trong mùa lạnh vẫn rạng rỡ lung linh. Trái tim mình chặt hẹp đâu thể chứa nỗi buồn, còn bao người tốt đẹp đang chờ mình yêu thương. Cho nên chúng ta cảm thấy cô đơn không phải là một mình. Khi nào chúng ta biết yêu, biết đợi, biết chờ, biết ghen, biết giận, biết hờn, lúc đó mới cảm thấy cô đơn. Các bạn đồng ý không? Cho nên các bạn á, có khi nào vì cô đơn quá mà có bao giờ từng nói với ai câu này chưa? Anh đừng đi mà, đừng bỏ rơi em. Đó là câu mà cả đời mỗi khi nghĩ đến, bạn sẽ kiểu ớn quá. Sao hồi đó có thể thốt ra những lời như thế này luôn á? Giờ nhớ lại mình nổi da gà. Cho nên đừng vội, rồi bạn sẽ gặp một người cùng bạn thức khuya. Chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Đang làm gì cũng nói với bạn, chụp hình gửi bạn xem. Vừa bận xong là tìm bạn nói chuyện liền. Nhưng mà cuối cùng thì không còn gì để nói, và họ rời đi như chưa hề tồn tại. Các bạn đã từng trải qua một mối quan hệ trống vánh như thế này chưa?
Anh nhiệt tình đến nỗi mà anh đi đâu, anh làm gì, anh ăn cái gì với ai, anh cũng chụp, anh gửi mình xem. Đôi lúc mình không muốn xem mà anh cũng gửi mình xem, chán ghê. Cho nên đó, các bạn phải nhớ, người rời đi trong cơn tức giận á, chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng mà kẻ rời đi trong bình thản á, sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu các bạn à. Nếu một ngày người lặng lẽ rời đi, tôi sẽ chẳng níu ghì hương tình cũ. Có xót xa nhưng gượng cười tự nhủ, kiêu hãnh cho mình khi người cạn thương. Nếu một ngày người lạnh nhạt bỏ buông, bao yêu dấu ngọt ngào từng vun đắp, tôi sẽ cố không rơi ròng nước mắt, tự vấn lòng mình đáng khóc hay không. Nếu một ngày người chẳng còn thương mong, bỏ mặc tôi giữa đêm đông lạnh lẽo, hay độc bước trên đường đời vạn nẻo, hứa với lòng mình chẳng yếu đuối đâu, mạnh mẽ kiên cường qua những nỗi đau, sóng gió bể dâu vững tâm vượt hết, biết sẽ cô đơn rồi thêm mỏi mệt, nhưng chẳng để mình yếu đuối đáng thương. Đừng bao giờ tỏ vẻ mình là một kẻ đáng thương trong mắt người khác cả các bạn à. Chỉ là cái sự đáng thương đó, cái sự buồn đó, cái đau khổ đó tới lượt mình thôi. Mà người mạnh mẽ khi mà nhận đến cái lượt khổ, cái lượt buồn, cái lượt cô đơn á, họ rất là bình thản để đón nhận. Bởi vì họ đón nhận nó như đón nhận một cơn giông, một cơn bão, rồi họ cố gắng kiên cường trụ đứng, và cơn giông, cơn bão, nỗi buồn, cái khổ đau kia cũng sẽ vượt qua. Nó giống như là một cơn lốc xoáy. Còn nếu mình vẫy vùng đau khổ, oán hận và tự làm hại chính mình, thì sức đâu mà bạn chống chọi cả một cơn bão đang đến gần. Cho nên tự bản thân cắt đoạn tình vương, người cạn nhớ thương buông tay chẳng tiếc, trở về người dân duyên ta tiễn biệt, dây dứt được gì khi ngược lối yêu. Ừ thì một mình ta lại cô liêu, có lẽ không yêu, không đau, không xót. Các bạn phải tự mình thấy mình là một nữ hoàng băng giá. Và nữ hoàng băng giá có bao giờ khóc không các bạn? Giọt nước mắt đó cũng chính là những dòng thủy tinh. Cho nên tình cảm á, các bạn à, trong cuộc đời của nhân sinh á, là chuyện chẳng thể miễn cưỡng được. Nếu mà người ta có lòng á, thì ắt hẳn không cần tới ba câu. Nhưng mà đối diện với người vô cảm á, một lời nói cũng chỉ là thừa thải mà thôi. Dẫu biết vậy, vẫn có những kẻ chấp nhận theo đuổi đơn phương một người, sống chết cũng theo dõi chỉ một người mà thôi. Thật sự rất mệt mỏi. Tình yêu vốn dĩ là câu chuyện của hai người, như là một cái đôi đũa vậy các bạn. Chẳng ai có thể gấp thức ăn nếu chỉ dùng một chiếc đũa cả. Thế nhưng sao tâm chẳng thể buông, ngày ngày một mình gặm nhấm nỗi đau chi vậy. Vọng tưởng chất thành đống cao như núi, tựa mây mù che phủ, chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời. Một đôi đũa là phải đi cùng nhau mới có thể nâng niu, mới có thể chăm sóc, mới đỡ được, mới gắp được thức ăn. Còn có một chiếc thì làm sao mà làm được. Ấy vậy mà mình vẫn cố chấp để làm sao ngộ vậy. Chúng ta vẫn cứ như vậy, u mê trong giấc mộng của bản thân, vẽ ra mà không muốn tỉnh lại. Cố chấp xỏ chân vào một đôi giày không vừa vặn, nghiến răng chịu đựng, đi một bước, đau một bước, vứt bỏ thì không nỡ, cuối cùng nhìn lại, chân chúng ta bị tổn thương rồi. Cho nên có một nhà triết gia nào đó đã nói như thế này: quan hệ giữa người với người á, thật ra giống như là chiếc áo len. Lúc mà ta đan nó đó, thì từng mũi kim, từng sợi len đều tỉ mỉ nắn nót. Nhưng mà đến lúc mà gỡ ra đó, thì chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái mà thôi. Tất cả vạn dặm 5 năm, 10 năm trong một cuộc tình, nó chỉ kết thúc bằng một cái quay lưng là
chấm hết. Thương nhiều lắm, tuổi sầu cũng nhiều lắm, người quên ta cũng chẳng trách dẫu là, miền ký ức tên người dân khắp cả, chạm chỗ nào cũng toàn thấy xót xa. Yêu nhiều lắm nghĩa là đau nhiều lắm, càng thương mong càng xa xót vô bờ, đôi lúc hỏi sao người sâu đậm, để đau lòng để nức nở bơ vơ. Hờn tuổi thế mà vẫn không ngừng nhớ, không ngừng thương, không ngừng nghĩ tới người. Dẫu ta biết tim ngàn lần vụn vỡ, vẫn ngây khờ, vẫn thương mãi người thôi. Biết là ngốc, ừ thì ta ngốc đấy, bao người trao cho ta tấm chân tình, tim dại quá, chẳng mảy may run rẩy, chỉ với người mới có nụ cười xinh. Cho nên á, sao ngộ vậy các bạn? Sư mong rằng sau tất cả những tổn thương á, sẽ có một anh đến và ôm các bạn vào lòng các bạn ạ. Mà anh nào thì sư cũng chưa biết nữa. Thôi để từ từ cho duyên số đi. Cho nên sư thấy á, có một kiểu phụ nữ mà khi quen ai đó không hề đòi hỏi bất cứ điều gì, không hề đòi hỏi túi hiệu, đồ hiệu hay thậm chí là một bữa ăn đắt tiền. Thứ duy nhất mà cô ấy cần là cảm giác được quan tâm và đối xử tốt. Nhưng mà thường á, những kiểu người phụ nữ như thế á, đều chịu thiệt thòi, kết quả chỉ là toàn những bi thương, đúng không các bạn? Cho nên đã là phụ nữ, chúng ta phải nhớ thà độc thân chứ không nên tạm bợ. Đối với người lạnh nhạt thì hãy thu hồi lại sự nhiệt tình, đối với người vô tình thì hãy thu hồi lại sự chân tình. Đừng vì người không quan tâm mà miễn cưỡng đến như vậy, đừng vì không trân trọng mà chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác, được không? Bởi vậy á, khi mới yêu em á, đứt tay chút xíu mà anh đã xem như là đổ ruột. Yêu lâu rồi thì em có thắt cổ anh cũng tưởng là đang chơi đu dây. Trời ơi, nghĩ mà nó tức. Cho nên các bạn mà phải nhớ, thủy chung á, nó phải đến từ hai phía, bằng không nó chỉ được gọi là cố chấp. Khi chúng ta quan trọng với một ai đó đó, có thể chúng ta không biết, nhưng mà khi chúng ta không quan trọng với một ai đó, nhất định chúng ta sẽ biết các bạn ạ. Lấy chân thành đối đãi kẻ ai đó phũ phàng, dù rằng không nhận lại cũng thấy lòng thênh thang. Đã cho xin đừng tiếc, tặng thôi chớ phải đòi, giữ tâm thân thuần khiết, lòng sẽ bình an thôi. Cho nên á, nhà văn Bạch Lạc Mai á, có nói như thế này: vạn vật đều có duyên phận, hoặc như là cha mẹ và con cái, hoặc như tri kỷ núi cao sông dài, hoặc như vợ chồng bình thường giữa nhân gian. Mỗi mối duyên tình đều như hoa nở, trang nghiêm yên ổn, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc hoa tàn. Đi cùng nhau một đoạn mà nghe nhiều chua cay, hợp đồng thôi đừng soạn, hủy giao kèo hôm nay. Và kể từ dạo ấy, ế, chữ ế kéo dài, ông trời cho em rất là nhiều cơ hội để độc thân, và em đã nắm lấy tất cả. Độc thân chưa chán, làm ơn đừng tán. Cho nên trong tình yêu á, bao giờ cũng có mặt trái và mặt phải, chỉ đáng tiếc là không bao giờ có mặt mình trong đó. Nên các bạn phải nhớ á, đừng bao giờ đi mua hàng khi cảm thấy đói, chúng ta sẽ lấy sai đồ đấy. Cuộc sống cũng như vậy, đừng bao giờ bước vào một cái mối quan hệ khi cảm thấy mình quá cô đơn, chúng ta sẽ mắc sai lầm đấy. Thử nghĩ mà xem, vì khi chúng ta thấy tuyệt vọng á, chúng ta lấy mọi thứ
mà chúng ta muốn, chứ không phải chúng ta lấy đúng thứ mà chúng ta cần. Cho nên trong tình yêu, cô đơn cũng vậy, nó khiến chúng ta sẽ chọn sai người. Phải quay về chữa lành, nuôi dưỡng, khiến cho mình yêu bản thân, yêu cuộc đời, yêu gia đình, yêu những người xung quanh nhiều hơn, vững chãi và thảnh thơi được rồi, lúc đó mới dám trao trọn trái tim của mình sẽ chi cho người khác. Bằng không mời họ vào sớm vá mà mình toàn là những vết nứt, những cái vụn vỡ và những cái quá khứ đầy tổn thương thì sẽ làm khổ mình và khổ họ mà thôi. Cho nên á, có một triết gia đã nói như thế này: người mà dễ khiến ta yêu nhất là những người mà chúng ta không biết gì về họ. Vì chỉ khi sống với nhau, chúng ta mới nhận ra con người kia trông thật hoàn hảo khi nhìn qua chiếc ống nhòm, nhưng mà lại vô cùng xa lạ khi chúng ta mang họ về sống cùng với chúng ta. Tại sao anh ấy không bao giờ đậy nắp hộp kem đánh răng? Rồi tại sao anh ấy không dành thời gian để đọc sách mà lại cứ lên mạng xem clip TikTok nhảm nhí? Mà hồi xưa người ta biết đến mình cũng nhờ TikTok. Giờ lấy người ta về sao cụm len dữ vậy? Cho nên tại sao anh ấy lại ở trần mặc quần đùi, đi ra đi vào nhìn trần trụi quá? Trời ơi, mình có đủ câu chuyện, đủ phàn nàn, bởi vì mình mang anh ấy về, lúc đó những sự thật sẽ lần lượt được phơi bày. Rồi con người thật của anh ấy ư? Đây là anh ấy đây sao? Đây là Mỹ Nam, là thần tượng, là những gì mà em phải chiến đấu với bao nhiêu cái con khác mà để em giành anh được về đây đây sao? Nhìn anh mà còn chán hơn là những đứa bạn của em nữa. Trời ơi, cái con người mà tưởng tượng á, mà tôi đem lòng yêu, đem lòng ngưỡng mộ đầu tiên đây sao? Đột nhiên lúc đó chúng ta cảm thấy như là một cái đứa trẻ bị lạc trong chính đôi bàn tay của mẹ nó. Đây là lúc tình yêu trưởng thành cần thời gian. Thời gian để làm gì? Để tìm ra người ấy thật sự là ai và có chấp nhận được hay không. Người ta nói đó là giai đoạn trên vên nhất của tình yêu, giữ lại hay cứ để gió cuốn đi. Cho nên á, tình yêu trong đời thật á, là một cái điều gì đó rất là phũ phàng và kinh khủng so với tình yêu trong mộng tưởng. Bởi vậy sao mình thấy tình yêu ai cũng đẹp, đến lượt mình nghĩ mà nó chóng mặt, đau đầu xây tàu xe. Cho nên ba đồng một mớ mộng mơ, bán đi chẳng được thẫn thơ mang về. Chữ thương đã nặng, hóa ra chữ tưởng còn nặng hơn. Cho nên tưởng chúng ta đã hiểu nhau, cũng là hiểu mà là hiểu lầm nhau. Em đâu biết từ phút giây gặp gỡ, một trái tim đã chót hó dại khờ, một linh hồn sống nhờ vào thương nhớ, một đời người cũng tha thiết ôm mơ. Nên nói á, nhỏ các bạn biết chứ, ghê lắm các bạn. Có nhiều cặp á, sư biết á, yêu nhau á, đau khổ ghê lắm, chửi mày tao cả ngày, chứ có anh em gì đâu. Thật sự, yêu gì mà ngộ vậy? Vậy mà họ bám víu bởi vì họ chỉ sợ cô đơn. Để rồi không còn gọi là tình yêu nữa mà chỉ gieo cho nhau những nỗi khổ, những niềm đau và đánh mất thanh xuân của nhau và những chuỗi ngày với những tiếng thở dài. Nên tuổi mới lớn á, khi yêu đừng có vội chơi cái trò độc lạ bình dương. Thương nhau, cởi áo ý à cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay, mẹ biết mẹ buồn đó. Mọi phiền lo gian dở rồi sẽ hóa tan thành mây, hóa cơn mưa về đây, làm dòng nước cuốn trôi xa biển sâu, bình minh lên rực rỡ, những nỗi buồn bỏ lại phía xa thật chân trời. Trong nắng xuân ngời, em có nghe lòng thảnh thơi. Cho nên á, ta đã biết thế nào là cay đắng khi cô đơn lủi thủi giữa bão đời,
bờ vai nhỏ gồng mình trong mệt mỏi, tự hỏi mình cứng cỏi đến khi nào, ta đã biết thế nào là trên trao. Khi hằng đêm nỗi đau về gõ cửa, rất nhiều lần nhủ rằng đừng buồn nữa, bình thản mà đón nhận những ngày mưa. Ta đã biết lời hẹn hứa khi xưa, rồi cũng trôi theo phương trời gió nổi. Một mình ta vỡ òa bao nhức nhối, thân mệt nhòa bên cạnh chẳng bờ vai. Ta biết rằng phai dấu những môi hôn, những cái nụ hôn nồng thắm, những ký ức, những cái kỷ niệm, nó cứ dùi dập mỗi khi đêm về cô đơn. Càng nhìn ngắm ra bên ngoài cửa sổ là càng cảm thấy nỗi buồn lại trở về như mới bắt đầu. Cho nên sư ông thiền sư Thích Nhất Hạnh á, có dạy chúng ta như thế này: đôi khi chúng ta cảm thấy trống rỗng á, và cảm thấy vô nghĩa, vô cùng thiếu thứ gì đó, chúng ta không biết nguyên nhân, nó rất là mơ hồ. Nhưng mà thứ cảm xúc về sự trống rỗng đó trong người á, chúng ta khi nó lớn lên mạnh mẽ, chúng ta luôn mong đợi và hy vọng thứ gì đó tốt hơn, để chúng ta cảm thấy ít cô đơn hơn, ít trống rỗng hơn, khát khao hiểu được bản thân mình và hiểu được cuộc đời là ham muốn cực kỳ sâu sắc của mỗi cuộc đời, mỗi con người. Và sư ông nói thêm á, chúng ta sẵn sàng để yêu và được yêu, nhưng bởi vì cảm thấy trống rỗng nên chúng ta cố gắng tìm kiếm một đối tượng cho tình yêu của mình. Đôi khi mặc dù không có thời gian để hiểu bản thân, nhưng chúng ta lại có thời gian để tìm kiếm một đối tượng khác. Sao ngộ vậy các bạn? Bản thân mình thì chưa thấy rõ mà lại muốn thấy rõ những người chung quanh, và dành cả tâm tư nhận thức để tìm hiểu một người quá nhiều, để rồi khi rõ rồi lại hóa bể bàng. Cho nên nếu mà mệt mỏi quá đó, hãy nghỉ ngơi đi các bạn, đừng cố gắng đăng story nữa, bởi chỉ có mình là người xem nhiều nhất thôi. Cứ bấm vô coi hoài luôn, ai là người đã xem mà thả tim là em cảm thấy biết ơn vô cùng. Những lúc mà em cô đơn đăng story, ai mà thả tim bật bật là người đó em nhớ ơn mãi mãi. Còn ai mà đã xem rồi mà không thả tim thì em ghim, lần sau em cũng chẳng thèm thả tim lại. Cho nên lòng người là cái gì đó mà rất là khó đoán khi chúng ta buồn. Nhưng mà một khi chúng ta đã đoán được á, thì lúc đó sẽ ngừng mỉm cười với rất là nhiều người các bạn à. Có những người á, mà hiện tại chúng ta cũng không ngờ là một ngày nào đó họ nằm trong danh sách blog của chúng mình. Mình không ngờ tới. Mở danh sách blog lên, thấy có những người mình phải giật mình. Họ đã từng rất thân là đằng khác. Trong đó danh sách người yêu cũ hơi bị nhiều. Cho nên bởi viết hết những nỗi buồn lên mặt, bởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâu, có đói no, có nóng lạnh giải dầu, tự cảm nhận giữ hay buông là tùy bạn. Cho nên á, trong tinh thần của nhà Phật đó các bạn, duyên sâu á, thì hợp, mà duyên mỏng á, thì tự khắc nó sẽ tan. Mọi thứ trên đời là hữu hạn, nghìn năm cũng gom tròn trong một phút giây. Đó chính là tinh thần của Phật giáo, triết học Đại Thừa, trong một cái sát na và trong cái hằng hà. Bởi thế trong tình yêu á, không có gì gọi là trường tồn. Ngày hôm nay vui, chưa chắc ngày mai đã cười hạnh phúc. Hôm nay đau khổ, chưa chắc ngày mai đã là tận cùng của nỗi bi ai. Sống trong tâm thế luôn bình thản đối mặt, mỉm cười chuyện đời chuyện người, ấy mới chính là biết trân trọng chữ duyên trong cuộc đời. Cho nên các bạn à, nên đừng có cái kiểu hướng ngoại với bạn bè, hướng nội với người lạ, rồi overthinking về đêm. Đừng thấy em không có u sầu buồn bã mà nghĩ rằng em đây chẳng có sao. Thật ra em tổn thương biết nhường nào,
con tim nhỏ luôn ngạn ngào ứa lệ. Cho nên á, thật sự á, buông bỏ là cái chuyện rất là dễ, ai nói cũng được. Nhưng mà cái khó chính là gì các bạn? Là không thể lãng quên. Cho nên bởi đời nghĩ cũng tức. Bữa có bạn kia tên Nga, cứ nghĩ bạn ấy thích có mình. Không ngờ ai đẹp trai, bạn ấy cũng thích. Nga được lắm, hashtag bỏ nha Nga, hashtag mê trai đầu thai mới hết. Hôm nay em vất vả rồi, đừng buồn vì những bờ môi nặng lời. Ai rồi cũng phải ra đời, ai rồi cũng phải chơi vơi đôi lần. Bởi vì em xứng đáng, Nga à, em xứng đáng bị ăn chửi. Cho nên có nhiều bạn không có thói quen nói chuyện với người lạ. Nhưng mà đẹp trai thì ok, hỏi gì em cũng sẽ dạ vâng em nghe. Anh nói nhỏ em cũng nghe, anh viết tắt em cũng đọc ra được hết á. Con hiểu rồi phải không? Hiểu gì sư? Con trai á, họ không có đầu tư thời gian vào cái đứa mà họ không có yêu. Bởi vì con cũng đâu có tiền đâu mà họ lợi dụng. Bon. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tôi thích anh ấy không có thích tôi. Tôi không thích anh ấy cũng không có thích tôi. Sao ngộ vậy? Chỉ là một thoáng mơ mộng, chỉ là một giấc phiêu bồng. Chợt tỉnh giấc, không có ai đang ngóng trông. Cho nên đời như là gió thoảng mây trôi, tình như cánh hoa giữa trời. Mặc cho thế nhân đầy trái ngang, lòng chơi vơi. Này em, nghe xong đừng giận anh nhé. Dạo này hình như anh cảm thấy đang dần chán em rồi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Dạ em không có giận, em chửi anh tan nát luôn. Cho nên Doraemon á, không có ngón tay nhưng vẫn cầm được bánh rán. Còn mình á, tay đủ 5 ngón mà chẳng giữ được người mình yêu, nghĩ mà nó tức. Cho nên không sao các bạn à, bầu trời năm ấy vẫn còn xanh. Tuy em nhìn mong manh nhưng không dễ vỡ. Để sư chỉ cho các bạn cách để có được người yêu mình thật lòng. Nói thật chứ sư chỉ muốn an ủi các bạn thôi. Chứ sư cũng hết cách rồi. Cho nên nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Nghĩ cũng chán, làm gì có tháng 13, làm gì có kẻ yêu ta thật lòng. Cho nên cảm giác bị bỏ rơi á, chơi vơi như cái đứa con nít đi lạc ấy các bạn. Anh vô tình dẫm lên bông hoa dại, hoa chỉ buồn mà không nở dương gai. Nay em đã nhờ biết đi khó tu, biết đi chùa, biết lễ Phật mà em hiền đó anh. Chứ mấy năm trước mà anh nói chia tay là chết anh với em. Bởi vậy nghĩ cũng tức, trên con đường tình của mình á, mà thật sự nếu không biết Phật Pháp á, là mình cũng đã vật ngã mấy đứa rồi, đúng không các bạn? Cho nên sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng á, về các chiều không gian, sư nhận ra ở các bạn nữ á, rất thích là người không gian dối. Các bạn nữ không thích người dối gian. Đúng nhận, sai cãi. Cho nên thế giới này á, không có quan tâm đến cảm xúc của mình đâu các bạn à. Các bạn phải nhìn nhận như vậy. Họ chỉ quan tâm đến giá trị của mình thôi. Đôi lúc buồn quá, tôi hỏi cây quạt có nên yêu nữa không? Nó lắc đầu cả đêm. Chán ghê. Cho bỏ cái tật, em muốn đi đường dài. Cho nên sợ ghê các bạn. Để sư chỉ cho các bạn cách để gặp đúng người. Các bạn tin không? Cách đó là thôi ăn chay niệm Phật đi quý vị. Bởi vì người ta nói á, ở hiền thì sẽ gặp lành. Mà hình như mình không có hiền sao á, gặp toàn thứ gì đâu.
Cho nên đó, bởi vậy á, nhiều bạn nam á, giờ tán gái kiểu người dễ thương như em vậy xứng đáng có 10 người yêu. Đến lúc mình bảo có muốn làm người yêu thứ 10 của em không thì quay xe chửi mình tan nát. Thà yêu lấy 10 người bình thường để đem về lần lượt nhớ thương. Mà cuộc đời này sao cũng được. Bởi vậy đôi khi mệt mỏi quá, chỉ ước có vài tỷ trong tay, rồi mình lui về ở ẩn, mặc kệ mọi sân si ở đời. Cho nên đường đời đưa đẩy đầy đau đớn, đi đâu để được đổi đời đây. Kính gửi vũ trụ thân yêu, nếu chuyện yêu đương khó đến như vậy, hãy cho tôi thật nhiều tiền. Cho nên ai biểu á, con bảo con hướng nội, mà cái hội nào con cũng tham gia, người nào cũng nói xấu, anh nào đẹp trai con cũng yêu, sao con khôn dữ vậy? Vậy hướng nội chưa? Ngày nay người ta nói á, dấu hiệu của một sự trưởng thành á, là khen cái gì cũng phải thêm cái chộm ví vào. Ngủ từ sáng tới chiều mà sơ hở là chộm ví nhà lầu xe hơi, da trắng mịn như sư, gặp anh đại gia, con nhà giàu học giỏi. Cho nên mấy bạn mà còn trẻ thì bỏ cái kiểu mà thích đại gia trống lưng đi nha. Lưng bị gai cột sống hay gì mà cần người ta trống lưng? Mình phải đứng thẳng trên cái lưng của mình chứ các bạn. Mình còn trẻ, mình còn sức khỏe, mình còn trí tuệ, mình còn có tương lai, nhờ người khác trống lưng mình đã làm gì? Cho nên á, nghe đồn có nhiều bạn trẻ bây giờ đó hay tham gia vào nhóm những đứa có tâm lý bất ổn. Nhưng nói thật, dịu dàng chín chắn em không thiếu, chủ yếu thích xàm vì đam mê. Cho nên sáng á, ăn xôi 10k, trưa á, thì mang cơm đi làm cho tiết kiệm, tối á, thì đi nhậu hết 2 chai. Sao ngộ vậy? Còn hai cái kiểu, tuy em không được Phật độ nhưng em thích thái độ với mấy đứa em không có ưa. Sao mà cái mặt dễ thương mà nó hổn quá vậy trời? Người ta nói mình vậy, mình trả lời chắc do cơ địa. Nhưng mà chúc mừng các bạn, sau khi mà đi nhiều khó tu ở Hoằng Pháp á, một thời gian, thì cái nhóm của những người có tâm lý bất ổn đã hợp lại và quyết định đổi tên thành Thở và Cười. Rồi tôi thấy cái bạn trong nhóm đó đăng lên trên status á, hồi đó nhìn đứa nào cũng thấy ghét, từ ngày em đi chùa tới giờ có thêm sư tỷ, sư muội, sư huynh, sư thúc các kiểu, đời mình thật ấm áp làm sao. Đọc đó xong cái sư vô comment, mô Phật à, kèm cái icon ha ha. Cho nên người ta nói á, 90% con gái bây giờ á, không cần làm lọ lem, không cần hoàng tử, chỉ cần đồ đẹp và đi chơi, đúng không các bạn? Bởi vì chưa có gì trong tay nên chẳng dám có ai trong lòng. Em đang nằm ở cái độ tuổi mà việc gì cũng dám làm, nhưng mà gia đình mà giục lấy chồng á, thì em muốn té xỉu. Cho nên duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc là do mình nắm bắt. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư á, có câu nói thế này: chuyến xe cập bến vào một buổi chiều tàn lụi, nhưng chúng tôi mãi mãi không trở về được cái nơi mình ra đi. Đời vốn không buồn, nhưng người ta cứ thích làm cho nó buồn. Cho nên các bạn à, đôi ba lần chạy theo cuộc vui của tuổi trẻ, chút sai lầm mà cơ cực cả thanh xuân. Vậy thì ngày tháng ăn chơi phải kết thúc, ngày tháng nghiêm túc xin được phép bắt đầu. Cho nên cuộc sống mà có nhiều suy nghĩ á, nếu mà mệt quá thì mình cứ đi chùa. Xin mượn bài hát chia sẻ hôm nay để thay cho lời kết, đó là bài Show Yourself.
Và bài hát này nói về nữ hoàng băng giá Elsa, người mà đã truyền động lực cho ta từ ban đầu. Cả cuộc đời này sao đắn đo, trong tương lai mịt mờ trôi, nhưng hôm nay tôi biết lý do, ai sinh ra cũng phải như vậy mà thôi. Khi thấy bản thân mình sao khác biệt, những biến hóa chỉ trong tầm tay, từ hôm nay ta thôi lay hoay, vì tìm ra tia sáng ấy, sống vươn cao, tôi đâu lo sợ làm chi, nhìn tôi xem đã tìm lối thoát. Câu trả lời kia chờ đợi quá lâu rồi, giờ tôi đã thấy, hãy sống vươn cao, cho vơi đi niềm khát khao. Đến bên tôi nào, trái tim héo khô, giá băng sẽ qua, đừng ôm âu lo. Đến bên tôi mau, trái tim đau khổ, giá băng sẽ qua, đừng ôm âu lo. Cho nên đâu thể nào đau mãi vì câu chuyện cũ mềm, hết lòng cho hiện tại, tự thương mình nghe em. Cuối cùng, các bạn phải nhớ, mục tiêu của cuộc đời không phải là tình yêu, mà đó là hạnh phúc. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, chân cứng, đá mềm và vững bước, hiên ngang đi vào trong cuộc đời như nữ hoàng băng giá của Disney đã khắc họa nên. Thank you.